Anh ơi, ra đây dắt con này, ra đây dắt một con với em. Nó chỉ sai không có là em đi đường chỗ cao tốc để đi xuống nó gần hơn. Đúng rồi, đi cao tốc nhanh mà. Nhưng mà lại nó xuống nó giao dưới kia, nó chỉ ngược lên xóm 10 Quỳnh Thắng, Quỳnh Chi đi. Quỳnh Thắng vừa nó nửa sai. Mày chứ em có giao cho anh rồi bác, giao chưa? Không, giao cho em đi. À, giao cho em dễ một lần rồi. Ngoài cả 3 tuần. À, rồi rồi. Đây. Giờ hai con đi xong là em xuống thị xã Hoàng Mai luôn. Thị xã Hoàng Mai. Vâng, nó sợ tối mất trời. Chào ông Mai thì chắc đã lên xuống đầu gần mà. Chào. Chào ông Mai vẫn lên cao tốc đi được. Hai con lừa đó à? Đó, hai con lừa. Con lừa đó. Hơn hơn hai người hơn chứ anh. Hơn chứ đang lại. Đây các bác, à, chào các bác, chào bà con. Đó, hôm nay chú Thơm tiếp tục giao một đôi 3B này các bác này. Đôi 3B đẹp tuyệt vời các bác cho anh chị ở bên Nghệ An này. Đó, đây các bác. Ở đây, ở đâu anh nhờ? Anh ơi, xóm 10 Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An phải không? Chút xíu đây em chỉ cho chia sẻ vị trí. Đây các bác, anh chia sẻ vị trí nhưng mà anh chỉ kiểu gì đấy các bác. Chú Thơm đi lộn đường nên mới lâu các bác, không có em đến đây tầm 30 phút rồi. Đó các bác, đôi bè này đến anh chị là bằng 34 triệu nha bà con, bao vận chuyển nha bà con. Đó, giá cực kỳ hợp lý này các bác này. Đó, đây anh đây anh mua một con màu vàng với con 3B này, nhưng con 3B mà anh nuôi 6 tháng rồi mà nhìn nhỏ lắm các bác. Nhưng mà lúc anh mua bằng 14 triệu thì cũng đúng rồi anh ạ, lúc nuôi 14 triệu thì cũng đúng rồi. À, được. Nuôi trong phòng đấy, trong phòng đấy mà kiểu họ dân buôn họ cả 13 năm người theo anh hỏi thì người trong làng này. À, thêm bắt rồi thôi cũng được anh, tiền nào của đấy nó ít tiền mà thì sau này cái độ nó lốt nó sẽ khác. Nhưng mà cũng được, em nhìn thấy là thôi cũng được. Ý, cái mè vàng, đi, con mè vàng xích lên cái đầu. Dấu nên không quay kỹ được. Đó. Được không anh, đôi mè được không? Đôi mè được không? Rồi có to hơn 14 triệu anh mua không? To chứ. To chứ. Đây các bác này, đó mè đẹp tuyệt vời nhá. Giá cả cực kỳ hợp lý nhá. Đúng rồi. Nó nói chung là tiền nào của nấy anh chị ạ, tiền nào của nấy. À đúng rồi, chị anh nuôi 6 tháng rồi mới bằng nấy, 6 tháng rồi con này em bây giờ con này cân lên chắc nó rớt vào tầm cỡ 2 tạ 6 2 tạ 7 hơi này các bác này. Đó mà anh mua 14 triệu anh nuôi 6 tháng rồi là bà con tự ước chừng đó. Đó. Con
Có. Còn con này thì trên 2 tạ rồi các bác này. Con này hồi nãy cân là mấy anh, 200 mấy nhỉ? À 241 này các bác, 241 này, còn con man đây thì đắt hơn này. Con man đây có 190 này các bác, 180 mấy, 190 này. Đó, trở sang đến cho anh là bằng 17 triệu nha, rõ ràng nha. Đó, thôi em cũng cảm ơn anh chị nhá. Đó cũng tranh thủ thời gian để giao đôi ba bê được lỡ đó đi xuống bên Nghệ An để cũng cho khách với em thôi. Ông anh ủng hộ em 3-4 năm rồi. Đó mua bò cũng chả cần coi đâu. Đó, cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Rồi chúc cho chị nhá. Chăn nuôi hai con ba bê của chúng tôi. Đừng quay được cái chi. Dạ. Đó chúc cho anh chị nuôi ham ăn chóng lớn đó, để có nguồn thực phẩm sạch để cung ứng ra thị trường phục vụ bà con ở khu vực Nghệ An này. Cảm ơn anh chị nhá. Dạ rồi thì cho bây giờ chúng tôi mời các bác cùng toàn thể bà con đồng hành cùng em xuống thị xã Hoàng Mai này, tiếp tục giao đôi ba bê được lỡ cho ông anh vị khách quen nhé. Đó ủng hộ chú Thơm bao nhiêu năm trời liên tiếp rồi các bác. Đó, ok bà con. Dạ. Cao trường như mẹ chiếu cỏ thôi. Dạ. To không chị? Rồi, hát. Bê rồi, lại đấy này. Đây. Đây. Tôi đẹp này. Chào bác ở nông dân nha. Thoáng. Chào bà con. Rồi chạy lại đây. Ừ, được. Đẹp nha. Bật điện lên con, cô bật điện lên, bảo mẹ bật điện lên. Mở. À cháu đi, nó cho bật điện lên đi. Vừa khéo luôn anh nha. À chào vừa khéo luôn. Đây có bác này. Ồ, tối mất rồi bà con ạ, người tính không bằng trời tính. Đó bà chị ở trên tay bà chia sẻ với chị là sai đó các bác. Đâm chú Thơm đi lộn mấy chục cây số nữa. Nên xuống đến nhà anh trai ở đây là ở đâu anh nhờ? À, phường Quỳnh Xuân Nghệ An này các bác này. Đó. Anh là khách hàng quen thuộc của chú Thơm. Đó ủng hộ chú Thơm nhiều lắm rồi. Em không muốn nói làm gì nữa. Đây các bác, đó chở đôi mèo rồi anh. Tối rồi bà con không nhìn thấy đâu các bác. Đó, đây chú Thơm sang bên đây review cho các bác xem ba con bò được ngày trước chú Thơm cung ứng cho anh coi bây giờ nó như thế nào các bác. Wow, chào to lắm rồi các bác. Đây này các bác này, trời tối mất rồi, ô chào to rồi các bác. Bò đi, ô bò to rồi các bác. Đây, anh ơi, con này 6 tạ rồi chứ anh? Con này 6 tạ rồi chứ? Tà nấy độ mấy? Ngoài 6 tà. Ờ đúng rồi, con đi ngoài 6 tà là đúng rồi. Bữa bắt của em mấy nhỉ? Bữa bắt là mấy ngày? 24 triệu đúng không? Nuôi mấy tháng nhỉ? 6 tháng hả? À 6 tà là 8 tháng. À 8 tháng. Cuối tháng 10. À vậy là 6 tháng. À vậy là 8 tháng. Đây các bác. Đó 8 tháng này các bác này. Bây giờ ngược 6 tà. Tiếc rằng nó tối quá bà con ạ. Hàng đã nhá.
hàng đẳng cấp đó các bác. À, nhìn này, đó, tối mất rồi các bác. Đó. Bà con xem video hết sức thông cảm. Đó. Đây các bác, con bên đây, hai con bên đây. Con này 18 đây anh, con này 18, đây 18 này các bác. Đó. 18. Bây giờ con này nó rớt vào tầm cỡ 4 tạ, tầm 4 tạ rưỡi rồi anh ạ. Tầm 4 tạ. Tầm 4 tạ tư đó, 4 tạ tư chứ, tầm 4 tạ tư, tạ rưỡi 4 tạ tư đó. Được á, dắt ra to lắm đó các bác ơi. Cái gì con? Quay bán cháu. À quay bán cháu. Đây con này là răng anh nhỉ? À con này là mua ở đấy. Con này là mua ở đây đúng không? Mua đây. Nhưng con đi có vẻ tiêm ký sinh trùng đây anh ạ. Tiêm ký sinh trùng đi. Con đi có vẻ chưa đủ thịt anh ạ. Thế là mấy bữa là cân con nó rồi ba. Cân một mình con nó thôi. Còn con này chưa đủ thịt đúng không? Con này anh vô đủ thịt là cân được rồi này. Nuôi đến Tết luôn vai. Rồi, nói chung là rất tiếc là tối rồi các bác. Tối rồi. Đó, thôi chị em cũng cảm ơn anh nhá. Đó, cố gắng bạn ghi đi sớm lên để ghi loại hình cho bà con nông dân mà tiếc rằng tối rồi. Thôi cảm ơn anh, cảm ơn gia đình rất nhiều. Đó. Coi bạn cháu đây. Đó, thôi thì cảm ơn anh nhá. Đó, cảm ơn gia đình anh rất nhiều. Đó, chúng tôi chúc cho anh chăn nuôi lô bò 3B này hàm ăn trống lớn. Đó, con này thì đến tuổi bán rồi các bác này. Đó, để có nguồn thực phẩm sạch để cung ứng ra thị trường phục vụ bà con. Rồi thì bà con nông dân ai quan tâm, ai yêu mến thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh khởi nghiệp nha bà con. Chào bà con.